Cửa hàng Hoa Lan cũng xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì lúc sáng nay thì cửa hàng mình con mới vừa tách ra được một số cộng đầu của cộng chớp đỏ tím nha cô chú. Và con đã chờ cho nó bắt đầu xuống rễ rất là tốt thì con mới cắt ra. Và ngày hôm nay thì con muốn chia sẻ với các cô chú. Và hiện tại thì bên cửa hàng bên con chỉ có một vài cộng thôi. Và chớp đỏ tím thì mặt hoa nó rất là đẹp nha cô chú. Mặt hoa cực kỳ đậm luôn và nó chớp luôn cả mặt trước và mặt sau rất là đẹp. Đây là chớp đỏ tím nha cô chú. Và đây là hình keo cộng chớp đỏ tím mã số 1 nha cô chú. Và giá tiền của cộng này thì bên hàng bên con đang bán ra với giá tiền là 1,9 triệu, giá cực kỳ mềm luôn và mắt ngủ với còn rất là sáng nha cô chú. Này cũng mới vừa tách ra luôn nên các cô chú mình về mình sẽ trồng ra được kịp ha, tại vì nó đã bắt đầu rễ còn nguyên nè. Đó, mã số là mã số 1 nha cô chú. Và đây là chớp đỏ tím mã số 1, giá tiền là 1,9 triệu cho mã số 1. Đây là chớp đỏ tím nha cô chú, hàng này là hàng trồng thuần tại vườn con luôn á, nên các cô chú mình cứ yên tâm mình về mình trồng ha. Chớp đỏ tím hàng này là hàng chuẩn mặt hoa, mã số là mã số 1, giá là 1,9 triệu nha cô chú. Và kích thước của cộng chớp đỏ tím này thì bên hàng bên con đang dài tầm khoảng cỡ 13 cm, mã số của nó là mã số 1 và giá tiền là 1,9 triệu cho mã số 1. Và tiếp tục đây là cộng chớp đỏ tím mã số 2 nha cô chú, mắt ngủ thì vẫn còn rất là sáng và tốt luôn. Đó, thân nè, thân thủ rất là đẹp nha cô chú, vẫn còn đang đi ngọn nè. Đó, cái thân này rất là đẹp, đây tất cả đều là cộng đầu cũng cắt ra hết nha cô chú, đã bắt đầu xuống rễ rất là khỏe rồi. Và kích thước thì cộng chớp đỏ tím này nó đang dài tầm khoảng cỡ đây, nó tầm khoảng cỡ 13 cm nha cô chú. Và giá tiền của cộng này thì bên hàng bên con đang bán ra là 1,9 triệu luôn. Đây là chớp đỏ tím ha, mã số của nó là mã số 2, giá là 1,9 triệu cho mã số 2, chớp đỏ tím nha cô chú, mã số 2 1,9 triệu. Và tiếp tục đây là cộng chớp đỏ tím mã số 3, hiện tại con chỉ có 4 cộng thôi cô chú. Và mã số 3 này cũng là 1,9 triệu luôn đó. Cô chú nhìn nè, mấy cái rễ cũng đã bắt đầu xuống rễ rất là khỏe nha cô chú. Mình về thì mình trồng rất sẽ mau bám rễ, rất là mau bám rễ luôn á. Và kích thước của cái cọng đỏ tím này thì nó đang dài tầm khoảng cỡ 13 cm luôn cô chú. Và giá tiền của nó là 1,9 triệu ha. Đây là chớp đỏ tím và mã số của nó là mã số 3, 1,9 triệu cho cọng chớp đỏ tím này, mã số 3. Và đây là cọng chớp đỏ tím mã số cuối cùng nha cô chú. Cọng này thì nó nhỏ, đã bắt đầu xuống rễ rất là khỏe nè. Và giá tiền của cộng này là 1,400,000. Đây là cộng chớp đỏ tím, giá là 1,4 triệu. Và mã số của nó là mã số 4, mã số cuối cùng. Và kích thước của cộng chớp đỏ tím này thì bên hàng bên con đang đo là tầm khoảng cỡ 8-9 cm nè. Và giá tiền của nó là 1,4 triệu ha. Đang đi ngọn nha cô chú, còn rất là lực luôn á. Mắt ngủ thì vẫn còn rất là sáng và tốt nè, mắt ngủ sáng quách luôn nè. Và hiện tại thì bên hàng bên con chỉ có 4 cây nhất thôi. Đây là chớp đỏ tím ha. Và số điện thoại của bên con đó là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng nằm ở phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan xin chào cô chú, đây là chớp đỏ tím.